bỏ thịt đi, chỉ có giun với sâu mới cám thôi. Ờ, nếu không thì đập quả trứng mấy ít cám sột sệt. Ờ, nhưng mà thôi cứ lấy trước mắt là nó để cho nó ổn định khoảng một tuần. Loại này nó có làm nó khó nữa, có thể uống lâu nữa.